Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ sự kiện xảy ra cho một nhà máy hạt nhân ở tại Ukraine vào ngày 26 tháng 4 năm 1986. Sự kiện đó tiếng Anh họ gọi là The Chernobyl Disaster. Đây là một thảm họa không những cho Liên Xô lúc đó mà cho Ukraine và cho toàn nhân loại. Khi ấy, nhà máy hạt nhân ở tại Chernobyl, nước Ukraine bị rò rỉ và Liên Xô đã không kiểm soát kỹ nên sự rò rỉ đó đã làm nổ nhà máy hạt nhân. Vụ nổ này ngay lập tức 100 người bị tử vong, nhiều người bị thương tích. Các khu vực lân cận bị nhiễm phóng xạ. Những người dân Ukraine ở đây bị phóng xạ, bị nhiều bệnh tật. Và vì như thế, Liên Xô đã đóng cửa ngay nhà máy hạt nhân Chernobyl. Và hầu như không ai có quyền đến nơi đây vì nơi đây nhiễm phóng xạ. Đây là một sự kiện thế giới chú ý vô cùng vào năm 1986 đến nay. Kỷ niệm như thế là đã 27 năm rồi. Ngày 26 tháng 4 năm 2023 vừa qua, để kỷ niệm việc mà nhà máy Chernobyl bị nổ và nhiều người bị tử vong, nhiều người bị thương tích, thì nước Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với Bộ Quốc phòng đã có những nghi thức tưởng niệm những nạn nhân trong vụ nổ này. Nhưng khi làm nghi thức tưởng niệm thì cũng là một cớ để cho họ tấn công vào nước Nga trên phương diện về ngoại giao. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tweet ra ngày hôm qua, nói như sau: "We must do everything to prevent the terrorist state from using nuclear power facilities to blackmail Ukraine and the world." Tôi xin tạm dịch, đó là chúng ta phải làm những gì có thể để ngăn chặn một quốc gia khủng bố về việc mà sử dụng những cơ sở hạt nhân để mà blackmail, tức là đe dọa, là tống tiền đó, khủng bố đó, khủng bố Ukraine, đe dọa Ukraine và toàn thế giới. Rồi ngay khi ấy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine là ông Oleksiy Reznikov nói rằng là sự thinh lặng của thế giới và sự thinh lặng của những vấn đề mà ý thức nghiêm trọng về hạt nhân và không dám nói gì về những sự giả dối của Xô Viết lúc đó, tức là Liên bang Xô Viết, sự độc tài của Liên bang Xô Viết lúc đó đã dẫn đến một tai họa, một tragedy, một tai họa mà thế giới không thể lường được. Và bây giờ trong thời đại tân tiến thì cũng đang có những hiểm họa tương tự như thế. Thưa quý khán thính giả, điều này ông ám chỉ đó là nhà máy hạt nhân ở tại Zaporizhia, là nơi mà quân đội Nga đang chiếm đóng. Nhà máy hạt nhân Zaporizhia trong những ngày qua đã phải hứng chịu những trái rocket của cả hai bắn đi bắn lại, thì nhà máy này theo cơ quan năng lượng quốc tế cho biết rằng ở trong tình trạng rất nguy hiểm, có thể bị rò rỉ, không còn điều hành một cách nghiêm chỉnh thì rò rỉ nổ, y như là biến cố của Chernobyl vào ngày 26 tháng 4 năm 1986.
cách đây 26 năm rồi. Đó là liên quan đến việc mà vận động truyền thông, báo chí, ngoại giao để tấn công ngược lại Nga. Nhưng mà thưa quý khán giả, ngay lập tức thì nước Pháp nói rằng chúng tôi ủng hộ cho việc mà đối thoại tất cả các phía. Chúng tôi không muốn có sự leo thang căng thẳng như thế, vì bất kỳ một sự leo thang căng thẳng nào cũng gây những sự phiền hòa cho các bên. Tại sao bên nước Pháp lại lên tiếng như thế? Là vì vào ngày thứ Tư, 26 tháng 4, tức là cách đây 2 ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình có một cuộc điện thoại nói chuyện đầu tiên với Tổng thống của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky sau khi mà Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine. Đây là lần đầu tiên có một cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine. Trong cuộc điện đàm này thì Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định là Trung Quốc không có đứng về phía nào hết, không đứng về phía Nga, cũng không có đứng về phía Ukraine. Và Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn là trung gian cho sự đối thoại và giảng hòa để hai bên cùng chung sống hòa bình. Báo chí của Mỹ và Tây Phương nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình nói thế, nhưng mà trong quá khứ Chủ tịch Tập Cận Bình chưa bao giờ lên án việc mà Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, mà họ gọi đó là một sự tấn công mà Ukraine không có khiêu khích. Đó là một cuộc xâm lăng, họ nói như thế. Và họ nói Chủ tịch Tập Cận Bình không lên án cuộc xâm lăng này. Nhưng thưa quý khán thính giả, Chủ tịch Tập Cận Bình là một con cáo già chính trị, rất lão làng về chính trị, quá biết Mỹ và Tây Phương đứng đằng sau Tổng thống Volodymyr Zelensky, dùng NATO, dùng Ukraine như là một tiền phương để dòm ngó vào lãnh thổ và an ninh của nước Nga. Nên Chủ tịch Tập Cận Bình dạy gì mà nhúng vô chuyện này lên án nước Nga? Không có. Nhưng mà bây giờ ông nói là tôi không có đứng về phía nào hết. Trung Quốc không có viện trợ vũ khí cho Nga. Trung Quốc sẵn sàng là đối tác làm trung gian hòa giải cho các phía. Trung Quốc sẵn sàng giúp cho Liên Âu phát triển. Và thưa quý vị, chuyện này làm cho Tổng thống Emmanuel Macron của nước Pháp thích thú lắm. Vì trong chuyến đi cách đây gần một tháng của ông tới bên Bắc Kinh và Quảng Châu, ông đã có những thái độ mà Tây Phương nói rằng ông hơi khúm núm. Thực sự ông khúm núm trước Chủ tịch Tập Cận Bình, mong muốn Trung Quốc tương tác kinh tế nhiều hơn nữa với nước Pháp. Và ông cũng đã từng tuyên bố ở tại Quảng Châu đó là không thể nào mà nghe lời Mỹ để mà bất kỳ một quốc gia nào ở Liên Âu ngã về phía Mỹ. Vì đây là việc mà tranh giành giữa Mỹ và Trung Quốc, hãy để cho họ giải quyết cơ mà. Nên là việc làm và lời nói của Tổng thống Emmanuel Macron ở tại Quảng Châu làm cho giới báo chí Mỹ rất là bực mình. Và Mỹ không dám nói là trừng phạt ngay, nhưng mà không hài lòng với ông Emmanuel Macron. Bây giờ đó thì nước Pháp thấy rằng là quyền lợi của họ ở Trung Quốc quá lớn. Nên khi mà Chủ tịch Tập Cận Bình ngỏ lời là muốn làm trung gian hòa giải qua cái cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, thì Pháp nói, ôi, chúng tôi rất ủng hộ cho việc này. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron có nói như thế này ở tại điện Élysée, bảo rằng chúng tôi nghe tin được là Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gửi một phái đoàn đặc biệt để tìm hiểu giải quyết vấn đề xung đột ở tại Ukraine. Chúng tôi, nước Pháp, ủng hộ cho một giải pháp đối thoại các bên.
Đó là lời nói của ông như vậy. Vì là để cho mà hòa bình tới ở mỗi quốc gia thì phải có đối thoại mới có hòa bình, mà hòa bình như thế nó mới bền vững được. Còn mà chỉ là ngưng bắn hay gì đó, nó chỉ tạm thời thôi. Phải có đối thoại để giải quyết tận gốc rễ các vấn đề. Phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron là như thế. Thưa quý khán thính giả, điều này mới lặp lại là trong buổi điện đàm giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thì sau đó đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ra nói rằng là ôi, cuộc điện đàm này thật ý nghĩa, có rất là nhiều điều hay trong cuộc điện đàm này. Ông phải công nhận là một cuộc điện đàm rất có ý nghĩa. Và ông nói rằng là chúng tôi ghi nhận sự sẵn sàng của những người bạn Trung Quốc để có cố gắng giải tỏa những khó khăn và giúp cho vấn đề điều đình, cái khủng hoảng của điều đình. Ông nói như thế, ông gửi ra một tín hiệu như thế. Sau khi mà ông đã nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình thì chiều thứ Tư ngày 26 tháng 4 giờ địa phương bên đó, tức là khoảng chừng ngày 27 ở Việt Nam rồi, thì ông đã nhắn ra bản tin như thế. Và ông nói rằng là cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Tập Cận Bình, long and meaningful phone call, cuộc điện đàm dài và có ý nghĩa vô cùng. Đó là sự kiện. Thế thì bây giờ đó, cả Ukraine rồi Pháp nha, như bắt đầu là những quốc gia liên Âu thấy có bộ có lý khi mà Trung Quốc đứng ra giảng hòa. Trung Quốc không có gửi vũ khí cho nước Nga. Trung Quốc hứa là đứng trung lập trong chuyện này, thì tại sao không để Trung Quốc đứng ra giảng hòa? Vì không có quốc gia nào có đủ uy tín nữa. Mỹ thì không rồi nhé. Mỹ là vì là đối thủ đằng sau. Turkey thì không đủ sức, chỉ có Trung Quốc à. Nên mọi lãnh đạo của khối Liên Âu nhìn về Trung Quốc. Các bác chống cộng cực đoan nói cho đã, lúc nào cũng thù ghét và nhất nào cũng đòi đánh Trung Quốc. Nhưng mà đó, như tôi nói rất là nhiều lần rồi, người Trung Quốc là người hiếu hòa, thân thiện, giữ chữ tín. Quen biết với một người bạn Trung Quốc là một niềm vinh dự cho tôi, vì tôi biết những người bạn Trung Quốc đó họ rất là uy tín. Làm ăn với họ thì họ không có lương lẹo. Tôi làm luật sư ở tại Houston, Texas thì những người Việt không có hợp tác được với nhau, đưa nhau kiện tụng ra tòa thường xuyên. Chứ những người Trung Quốc, nhất là những người Phúc Kiến, họ rất chân tình với nhau. Nên đứng trên phương diện dân tộc thì người Trung Quốc đoàn kết hơn. Nhưng như tôi nói, về phía người dân rất là dễ thương, còn chỉ có chính quyền vì lo cho hơn 1 tỷ tư dân thì hệ thống chính quyền đó thời nào cũng thế, bành trướng thì chúng ta gặp khó khăn thôi. Nhưng mà trong giai đoạn này thì rõ ràng là Trung Quốc muốn được lòng của cả thế giới, đã đứng ra làm trung gian hòa giải cho nước Saudi Arabia và nước Iran và đã thành công nhé. Mỹ không làm được, cái Trung Quốc đã làm được. Bây giờ đó, sự ngỏ lời của Chủ tịch Tập Cận Bình nói đi nói lại, ai nói gì thì nói, ngỏ lời này, chính Tổng thống Emmanuel Macron thấy rằng có lý, tin tưởng vào Chủ tịch Tập Cận Bình. Tại sao các bác chống cộng cực đoan không lên tiếng nói rằng đây là hành động cúc cung phụng sự thiên triều Bắc Kinh đấy, mà cứ nghe thấy thí dụ như là bên phía Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam, bất kỳ một ai lên tiếng thì đều bị tấn công một cách dữ dội và dơ bẩn. Đây, Tổng thống Emmanuel Macron nói đó. Đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine nói đó, một cú điện đàm dài và có ý nghĩa vô cùng. Các bác chống cộng cực đoan nghĩ sao? Thưa quý khán thính giả,
Cách đây mấy tháng, Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Trung ương của Trung Quốc là ông Vương Nghị đã âm thầm giải quyết các vấn đề về giảng hòa giữa Saudi Arabia và Tehran. Nước Saudi Arabia và nước Tehran, xin lỗi, nước Saudi Arabia và Iran, Tehran là thủ đô, đã bày tỏ sự cảm ơn vô cùng đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, đối với ông Vương Nghị và đối với Trung Quốc. Tiếng nói của Trung Quốc ngày càng có uy tín ở tại Trung Đông và Châu Phi. Và bây giờ đó, tiếng nói này đang được đưa đến một nơi đang xảy ra xung đột, đó là nước Ukraine. Trước đây những người ở bên Ukraine như là các vị lãnh đạo, bà Ursula von der Leyen, ông Thủ tướng Đức Olaf Scholz và luôn cả Thủ tướng nước Anh kỳ trước, chứ không phải là ông Sunak bây giờ, thì lên tiếng ồn ào nói rằng không thể nào tin được Trung Quốc. Nhưng bây giờ đó, dần dần họ thấy vai trò của Trung Quốc trên chính trường quốc tế và họ sẵn sàng hợp tác, mong rằng sự giải quyết của Trung Quốc giải quyết được vấn đề xung đột ở Ukraine có lợi cho cả các bên. Không thể nào mà để cho sự xung đột này cứ gia tăng. Vì sao? Vì áp lực của chiến tranh có thể làm cho nhà máy hạt nhân Zaporizhia bùng nổ và gây một tai họa giống như là tai họa đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986 ở tại Chernobyl. Và họ cũng không muốn là chiến tranh này cứ dai dẳng xảy ra kéo dài, như lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã từng cảnh báo trong tuần này ở tại Liên Hiệp Quốc. Đó là nếu mà cứ như thế thì có thể có đệ tam thế chiến. Tổng thống, cựu tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, trong bài trả lời diễn văn ra tranh cử của tổng thống Joseph Biden, thì cựu tổng thống Donald Trump nói: chúng ta đang ở trên bờ vực thẳm của đệ tam thế chiến. Nếu cứ để cho ông Joseph Biden làm những cái việc như vậy đó nữa đó, thì đệ tam thế chiến sẽ xảy ra. Ông cựu tổng thống Donald Trump nói: tôi nói chuyện được với ông Putin. Ông cựu tổng thống, lúc cựu tổng thống Donald Trump phải nói có nhiều cái hay. Ông nói chuyện được với ông Putin. Ông nói chuyện được với Putin. Tôi thấy chuyện đó. Ông nói chuyện được với Chủ tịch Tập Cận Bình, không dưới cờ nha. Ông nói: tôi nói chuyện được với ông Putin. Tôi giúp cho tránh cái chuyện gọi là có chiến tranh để ta. Có thể có đó. Ông nói là nếu mà thời kỳ ấy mà tôi làm tổng thống thì không hề có cái chuyện mà Nga đưa quân vào Ukraine, vì tôi nói chuyện được với ông Putin. Có lẽ cựu tổng thống Donald Trump nói đúng đó. Cũng giống như kỳ xưa đó, lúc mà dân chúng ở Hồng Kông biểu tình đó, rồi ông đi ông gặp nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình đó. Ông nói: tôi nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, không họ đưa quân vào dẹp. Mà quả thật đúng như vậy. Nên là tôi nhớ cái câu chuyện của cựu tổng thống Donald Trump, tôi cũng thấy mắc cười. Thì bây giờ đó là xảy ra ở tại Ukraine. Chủ tịch Tập Cận Bình nói: tôi làm trung gian hòa giải được, tôi nói chuyện được các phía. Bây giờ thì nói chuyện được với Putin thì đương nhiên rồi, nói chuyện bây giờ với các lãnh đạo của Liên Âu thì họ nghe thấy cũng có lý đó chứ. Thưa quý khán giả, góc nhìn của tôi đó là Trung Quốc, như tôi nói, người dân Trung Quốc rất là tốt. Nhiều người Trung Quốc ở ngay trong Nam Trung Hải rất là tốt. Chỉ là cơ chế thôi, nhưng mà đó, về bản chất con người là tốt. Và Trung Quốc mạnh như thế để đứng ra làm hòa giải, làm trung gian, giúp giải quyết vấn đề xung đột, tôi ủng hộ. Tôi ủng hộ. Tôi biết các bác chống cộng cực đoan không tin vào thiện chí của Trung Quốc, nhưng tôi tin vào những con người Trung Quốc đều có thiện chí.
tốt. Đương nhiên ở nơi đâu cũng có người tốt và người xấu nhé, tôi không có nói rằng là ai cũng tốt hết đâu nha, tôi có người tốt và người xấu, nhưng mà tôi tin rằng có những người tốt như thế ở tại Trung Nam Hải sẵn sàng giải quyết vấn đề xung đột ở tại Ukraine. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.